Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ làm món pỉa dê. Đây là con dê sau khi thui xong nhé. Anh em chúng tôi sẽ tiến hành mổ bụng. Đây à, chim dê đây à. Có người Sơn La lên thăm. Có anh em Sơn La. Có anh em ở Sơn La lên thăm là mổ dê ăn pệ theo phong cách của người Thái Tây Bắc. Đây ông ở tận Sơn La đấy. Đến tận Phong Thổ. Ông ở Sơn La lên thăm chúng tôi ở trên Phong Thổ nha các bạn. Hơn 300 cây đấy nhỉ. Hơn 300 cây. Hơn 300 cây. 330 mấy cây. Đây là pịa đây các bạn. Đây đồ đúng là pịa đấy. Đấy cái phèo. Phần nằm pịa đã được tách riêng ra nha các bạn này. Ừ, thế thôi. Tí nữa cho vào đây giữ. Lấy cái loài này, lấy chỗ này nữa này. Cái này nó mới ngon. Cái này là toàn phèo ngon, nằm pịa. Đây, ông cậu mình vừa đánh tiết canh xong. Nhìn hấp dẫn đấy. Ui, đúng là chuyên gia này. Đặc xịt. Không đặc đâu. Quá hấp dẫn luôn. Món này ít bạn có thể biết dùng ấy nhá. Xin mời các bạn thưởng thức món tiết canh dê nhá. Ôi, ngon lắm. Ôi giời, ngon thế. Ngon này. Đánh chuẩn thật đấy. Đánh chuẩn. Đúng là chuyên gia. Ngon. Ngon không chú? Vừa ngon vừa ngọt. Lấy. Ta xem nào, thịt tiếp dê ở Phong Thổ nha. Rồi. Đúng rồi. Phong Thổ. À, ngon thế. Ngon chứ? Quá ngon. Quá ngon. Đúng rồi. Các bạn ơi, đây là các ông, các bác ở Sơn La lên thăm người Thái Phong Thổ nhá. Chất dê. Mổ dê tiếp anh em. Thế con cháu ở ăn, Phong Thổ. Ăn pịa dê xem nào. Có ngon không? Có. Xem nào. Ôi ơi, món này nè. Món là sẵn hả? Còn tuyệt hơn nữa đây. Nào. Wow, ngon thế. Quá ngon. Quá ngon luôn. Ngon luôn. Mà uống rượu nữa mà. Cũng nhận là ngon. Nà. Mời ông chén nhỉ. Ngon. Ôi ăn tiết canh dê, mời ông chén đi. Nào. Đây. Hai. Uống cạn nhá. Hai vào uống cạn. Sống nhá. Đây ông đẹp trai. Ông ơi. Rượu ngô bao thổ. Đúng không? Rượu quà. Thóc cầm. Đẹp mái kẻ, đẹp mái khán giả nhá. Ông nhá. Ngon. Các bạn ơi, đây là rượu mung kê dê Lai Châu nhá. Bao nhiêu tuổi đấy? Rượu nương khóc cơ. Rượu mung kê dê Lai Châu nhá các bạn nhá. Trưởng ra ở Lai Châu Phong Thổ không có gì. Bán ra dê cũng ngon thế này. Ui giời. Ngon hơn sự tưởng tượng nữa. Dê xào ấy à. Xào cu xả. Rồi, xả. Xả lát, xả lát. Xào lát xả. Xào lát xả có mà. Xào lát xả. Dê xào lát. Dê xào lát. Xào lát xả ướt. Ông làm thử xem là có ngon không.
quá. Ôi, ngon quá. Ngon. Món nằm kia. Cục mắt đây. Ôi dồi ôi. Món pịa này sao mà hấp dẫn thế nhờ các bạn này. Phải cho gia vị vào cũng ngon nhỉ. À. Ồ vâng. Cho gia vị vào cũng ngon. Cho gia vị à? Vâng. Phải thêm gia vị vào đấy. Thêm ớt tươi vào đấy là mới ngon. Xin mời các bạn dùng pịa với mình nhé. Làm nước cái hôm nay lúc ý quá. Đấy. Ơ làm tên. Nó phải đủ gia vị ớt tươi đồng hàng nó mới ngon đấy. Đây là ai cái xuống nó láng tên. Đấy. Quá ngon. Mất chào cuốn lại đi. Kể cả bia. Mời các bạn nhé. Quá. Kén này là gạo hầu cá bia hay cái nào bia. Ngon quá. Mình được cái nào nói đấy. Gạo cũng được. Sau một hồi anh em chúng tôi đã ăn uống no nê rồi. Anh em chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn yêu mến kênh của mình hãy để lại một like và một đăng ký kênh nhé các bạn ơi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.